không thi đấu nữa, gần như là không thi đấu nữa luôn. Mình không nhìn thấy gì. Chào các bạn, mình là Trung, mình năm nay 19 tuổi. Hiện tại mình đã cận được 8 năm và hiện tại số cận của mình là 4 độ. Việc đeo kính cận đem lại cho mình rất là nhiều bất tiện. Chẳng hạn như là ví dụ mình đi trời mưa, đi xe và nước bắn vào kính thì mình không thể nào nhìn được đường. Khi mình chơi thể thao thì việc kính nó rất là ảnh hưởng đến khả năng thi đấu của mình. Chẳng hạn như là kính bị hấp hơi hay kính bị gãy, va chạm, các thứ rất là nhiều vấn đề bất cập. Sau khi tham khảo một số bệnh viện về quy trình khám cũng như là về xét nghiệm mắt thì mình thấy là bệnh viện mắt Hà Nội 2 là nơi mà có xét nghiệm cũng như là khám kỹ càng nhất mà mình từng trải nghiệm. Và vì đó mình quyết định lựa chọn mổ cận tại đây. Cảm xúc của mình lúc này có một chút hồi hộp, một chút lo lắng, nhưng mà cũng có một chút sự phấn khích ở trong đấy. Phấn khích bởi vì là sau ngày mai đôi mắt của mình sẽ trở thành đôi mắt bình thường, khỏe mạnh và như bao người khác, mình có thể thoải mái hoặc sinh hoạt bình thường. Sau khi thầu kính thì em có một khoảng thời gian nghỉ này, và sau khoảng thời gian đấy thì em đã quay trở lại luyện tập và mình thi đấu. Thì em thấy là cái phong độ của mình nó được cải thiện một cách rõ rệt, cũng như là khi thi đấu thì em đã gặt hái được một số thành tựu cũng như là kết quả mà em mong đợi và em mong muốn trước khi mà em tiến hành mổ cận. Cuộc sống của em trong sinh hoạt hàng ngày nó đã thay đổi cách rõ ràng, và chẳng hạn như mỗi sáng thức dậy, việc đầu tiên em không phải đi tìm là cái kính để em đeo vào, hay ở đó thì em ngủ dậy là em ngủ dậy luôn. Sau khi mà em tháo bỏ được cả kính cận của mình thì em cảm thấy rất là vui và rất là phấn khởi. Và ngoài vui ra thì em cảm thấy mình hơi buồn bởi vì tại sao mình lại không xóa cận sớm hơn.